Hello, xin chào cả nhà. Rồi, em lên con đầu tiên nha. Đây, một em đồng hồ Invista mới về luôn. Nguyên hộp nha cả nhà. Nguyên hộp new 100% luôn nha. Đó, con này là bản dây da, còn nguyên sổ sách luôn nè cả nhà. Đó, cái đó là giấy bảo hành gì đó. Đây. Em tháo siêu này ra cho cả nhà xem nha. Đó. Đây, rất độc luôn cả nhà ơi. Chạy 4 kim chân sau, còn đây cái giống như một cái cánh quạt đó cả nhà. Đó. Đây, lộ máy trước, lộ máy sau luôn. Con này em bán 2 triệu 9 80 ngàn nha cả nhà. Nè cả nhà nhìn kỹ này nha. 22650 là nguyên rin nè. Dây nè, nè, táp của nó nè, 22650. Giá của nó là 1.100 đô. Đó, cả nhà cứ nhân lên. Rất là cao nha. Em bán chỉ 2 triệu 9 80 ngàn. New 100% luôn. An tâm mà xài nhớ nha. Đó, em mới lắc nhẹ thôi. Có tai luôn. Rồi, em sẽ thử vọc xíu nha. Còn đây là chỉnh kim nè. Còn ví dụ nước một nứt ra. À, cái này à, nên có. À đúng rồi, nó chỉ có một nứt thôi nha, em quên. Nè, ví dụ nè, mình dặn tới thì không sao. Còn mình dặn lùi, đó là chỉnh cái múi giờ thứ hai. Cái này gọi là múi giờ thứ hai là cái kia, cái quạt này nó chạy nha cả nhà. Đó, chứ không phải là làm màu nha. Đó, nó cũng chạy nha. Đó, mình chỉnh múi giờ thứ hai chân sau luôn nè cả nhà. Đó, chứ không phải là tượng trưng nha, đầy đủ chức năng luôn cả nhà ơi. Rất là đẹp, kim cọc rồi nè, cọc số La Mã. Trời ơi, quá trời đẹp lên tay. À, nãy giờ em quên đo size nha. Đó, thì con này là size của nó là 47 nha cả nhà, cả núm 52 nha. Đây. Đó, cả núm nó nè, size của nó nè 47 luôn, càng của nó nè, anh em nào tay phải 17 đổ lên nha, 57 càng 57 nguyên rin. Đó, mình thích mình về đeo dây da chán quá chuyển qua dây dù dây sắt thì đó tùy cả nhà nha. Đó, mới một một triệu phần trăm luôn, chưa sử dụng nha, còn nguyên siêu luôn. Đó, còn nguyên siêu luôn. Giá mới hả, 1.100 đô nha cả nhà. Em bán chỉ có 2 triệu 9 80 ngàn nha. Đó, đúng con mặt trắng luôn. Đúng con mặt trắng luôn. Đó, chạy phà phà. Đó, chạy phà phà luôn nha cả nhà. Chạy 2 múi giờ luôn. Rồi, em qua con khác nha. Đây cả nhà ơi, em lên cho cả nhà một con này phải nói là độc nhất vô nhị luôn. Đảm bảo hả, kiếm không ra con thứ hai luôn nha. Đó, đảm bảo cả nhà luôn, tìm không ra con thứ hai nha. Đây là một hãng đồng hồ của Anh Quốc, chạy máy Thụy Sĩ ETA nha cả nhà. ETA nha. Đó, con này là dòng lặn luôn, niềm xoay mới len can luôn, mới len can luôn. Đó, cả nhà cứ về, nếu mà không tin tưởng em về mở, kêu thầy họ mở ra xem. Con này người bán có nói với em hả, bao đi tắm tắm luôn đó, chống nước thì cỡ đó đó. Đó, size 41.5 là cả nhà. Đó, chưa nấm nha, cả nấm nè 46 lần. Em bán 1.300.000 80 ngàn máy thủy này cả nhà. Cả nhà thấy không, switch mua mình nha. Đó, máy ETA luôn, nhìn vậy chứ hơi bị xịn nữa nha cả nhà, mấy Thụy Sĩ nha, hàng độc nhất vô nhị luôn. Đó, dạ quang là sáng bừng bừng luôn. Đó là đẹp len can luôn nha cả nhà. Đó, hàng chuẩn sưu tầm luôn, đấu giá luôn. Đó, độc nhất vô nhị nha.
Người bán có nói với em là bao đi tắm rửa luôn đó, thì nói vậy thôi chứ mình về mình xài kỹ là sẽ bền thôi, của bền tại người đó, niềng à, quá trời đẹp luôn, Thụy Sĩ nha, đẹp lan can dây thép đúc đó. Rồi đây lên tiếp một con Thụy Sĩ khác luôn, Wenger đó, Wenger Military nè, Thụy Sĩ nha, Swiss Made nha cả nhà. Con này thì em bán cho cả nhà 1.180.000, chất liệu là carbon nha, carbon đó, đeo nhẹ sướng, Swiss Made nha cả nhà, Thụy Sĩ chính hãng luôn, Wenger nè, từ 1893 đó, đâu Swiss Made nè, bay mẹ miếng chữ rồi đó, dạ quang nè, trời ơi dạ quang đó, dạ quang rất là phê luôn, chỉ có 1.180.000 nữa nha, size 41 chưa núm, cả núm là 44, dây thép đúc luôn, quá đẹp luôn nha cả nhà, chất liệu carbon nha chứ không phải nhựa nha cả nhà. Chỉnh ngày rồi, để em qua con khác luôn, rồi lên tiếp cho cả nhà một con đó, nước Anh, nước Thụy Sĩ giờ Nhật nè, Casio Overland nha, size của nó là 39, chạy pin năng lượng, con này sản xuất Thái Lan cả nhà đó, màu xanh rêu quân đội, mặt hai lòng, có báo thức on off, có AM PM, đèn LED, hai đèn LED trên và dưới cảm biến ánh sáng, có nhận sóng nha, work ready nè, có thể nhận sóng từ điện thoại để cập nhật thời gian đó, và đặc biệt dạ quang học trò, dạ quang học trò và đèn tự động, con này em bán 1.180.000 nha, dây thép đúc đó, rất là nhạy luôn cả nhà ơi. Đây. Em chưa chỉnh nha, đó, đợi lúc nào bán là em chỉnh hết, yên tâm. Chứ giờ mà chỉnh sẵn thì em sẽ quên. Em rất là kỹ nha, nè, đẹp len can bà. Đó, đẹp. Pin năng lượng nha cả nhà. Ừ, đèn LED nè. Đó, trên và dưới. Size của nó là ngang luôn, 39 nha. Đó, phù hợp anh em nào tay vừa nhỏ. Một triệu 180.000 nha cả nhà. Rồi rồi con này em quên, có hộp nha cả nhà, đây mới về được một em, con này có hộp nguyên hộp luôn, độ mới là khỏi phải bàn luôn nha anh em, độ mới là không phải bàn luôn, Casio Waystepper pin năng lượng, con này thì em lấy vô giá cao nên em bán là 1.280.000 nha, sản xuất tại Nhật luôn anh em, rất rất đẹp luôn, không phải lăn tăn gì hết, pin năng lượng, đèn tự động, chạy cơ chế là 6 kim, lịch vạn niên luôn, đây, mở luôn. Đó, mở đèn tự động lên nè, size của nó là 41.5 ngang. Đấy. 41.5 ngang nha, dây thép đúc, chạy cơ chế 6 kim, đèn tự động nha cả nhà, 6 kim đó, bấm giờ thể thao nè, năm báo thức và một báo tiếng, có năm báo thức luôn và một báo tiếng nha, có thể chỉnh giờ bằng điện thoại được luôn đó, nó hiển thị cho mình đầy đủ chức năng luôn, anh em không cần phải bận tâm nha, nè giờ ngày tháng năm giờ phút giây hoặc thứ ngày tháng nha đó,
Còn cái chữ HZ này là để mình chỉnh giờ, chỉnh giờ. À, ví dụ nè, đó mình chỉnh chuẩn lại 21:38 đó, tại vì mới hàng mới về em chưa chỉnh nha. Đó, em chỉnh này gọi là reset kim. Đó, cả nhà yên tâm, ai mà mua là em chỉnh sẵn hết. Còn lúc mà về mà xài không được cái gì á, cứ thắc mắc gọi video call, em chỉ từng ly từng tí luôn. Đó. Rất đẹp luôn nha cả nhà. Dây nè, trời ơi, dây 20 luôn. Dây 20 đổ về nha. Nguyên hộp mặt xanh, mặt hai lòng luôn. Đó, con này em lấy vô cao tại vì nó quá đẹp chứ lại còn hợp nữa. Nên bán 1.280.000 nha cả nhà. Rồi. Đây, em vẫn còn một con đồng hồ Seiko nha. Seiko G-Shrine Automatic nha. Con này em lên cho cả nhà dây thép đúc luôn. Em mà em vẫn bán giá cũ nha, 1.880.000. Đó, rất là nặng luôn đó nha. Nhìn vậy thôi chứ rất nặng nè. Automatic nha. Size 41. 41.4. Đằng sau nó là lộ mái nha. Seiko nha cả nhà. Đáy xoáy luôn. 21 gel, 21 chân kính nha. Đó, thì em bán giá là 1 triệu 880.000. Đó, niềng xoay nha cả nhà. Niềng xoay. Mặt nó có đó, mặt hai lòng. Ở trong nó có từng hộp từng hộp từng hộp đó. Chống nước 100 m đáy xoáy nha. Hay gì cả nhà mua Seiko 5 nó mỏng. Còn này nó ngầu, nó đẹp mà giá cũng có nhiêu đâu. Seiko 5 cũng triệu mấy. Mà size nhỏ. Đó, con này size to bự. Đó. Chạy nè. Tuyệt vời. Seiko luôn. Nó bền khỏi bàn rồi. Đó, mặt hai lòng em bán 1.880.000 kèm theo dây rin luôn cho cả nhà luôn. Rồi tiếp tục em lên một con độc lạ khác nha. Một em đồng hồ Seiko Alpha full titanium. Đó, đáy xoáy luôn cả nhà. Size của nó là 40, 40 chưa nấm nha, cả nấm là 42. Con này là chạy cơ chế 3 kim bản đồ thế giới. Đó, em bán 880 bao ship nha. Đó, đèn đèn đã không? Đó, bản đồ thế giới. Xem được các múi giờ trên toàn thế giới. Bấm như thể thao. Có chuông báo thức luôn. Báo thức có một báo thức. Một báo thức. Đó, đầy đủ chức năng nha cả nhà. Mình có thể như là tắt được điện tử luôn. Đó, tắt được điện tử luôn nha. Cực độc. Kính đẹp luôn nha cả nhà. Dây titan có đề mi. Đó. Dây 18 đổ về. Hết thì cả nhà lên dây thép đúc em hỗ trợ cho 100. Hỗ trợ 100.000 hoặc là cả nhà về lên dây da, dây dù thì tùy. Đó, rất đẹp. Hàng hiếm nha. Bản đồ thế giới. 880.000 bao ship nha. Rồi. Đây, con đồng hồ em đang đeo đây.
Ai mua thì em bán luôn. 780 ngàn bao ship nha. Đồng hồ Casio Rochette. Con này em đang đeo nè. Sản xuất Thái Lan. Pin năng lượng nha cả nhà. Pin cực khỏe luôn. Em đeo phà phà luôn. Có đèn tự động nè. Có báo nhiệt độ, độ nhiệt kế cả nhà. Áp suất khí quyển nè. Độ cao nước biển nè. Cục này là cục cảm biến nha. Đó, nhìn vậy thôi chứ đeo rất là bền. Đó, dây pin năng lượng nha cả nhà. Đó, em thì sống giản dị, size 46. Đó, thích mấy con Casio này nè, đeo. Hoặc là thích mấy dòng Casio hai máy nè. Đeo nó tiện, nó có báo thức. Đó, như con này Casio Waystar nè, Multiband 5, em đang sale còn 580 bao ship nha. Dây rút. Đó, đeo mấy con này nè. Nó không có chán cả nhà. Chứ em mà đeo mấy con 2 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu không cỡ nào cũng chán. Nó có điện tử. Đó. Đó, đầy đủ chức năng luôn, pin pin năng lượng nha. Đó, thì 580. Anh em thích Multiband 6 em có luôn. Multiband 6 nè. Đó. Như vậy thì 730 bao ship nè. Rất đẹp, size 40 chưa núm, dây rút nha. Đảm bảo xài mấy con này là bao ghiền luôn. Em khởi nghiệp bằng mấy con này nha. Nói mà lúc bắt đầu bán đồng hồ là em xài mấy con này nè. Rồi. Đây. Sale con này còn 430 bao ship nha, Ricoh Argenta của Nhật nha cả nhà. Hai ô lịch luôn. Dạ quang nè. Đó, 430 bao ship mặt đỏ nha. Mặt đỏ 430 bao ship. Size của nó nhìn vậy chứ cũng thể thao nha, 41.5. Cả núm là 44. 430 bao ship nha. Con này em sale còn 380 bao ship nữa nha, C Casio. Dạ quang cũng vậy luôn. Đó, niềm xoay dáng thể thao có la bàn, chỉ có 380 thôi, rẻ thúi luôn. Size 42.6 nè, cho 43 đi, cả núm là 45. Đó, chỉ có 380 mà. Rồi, đồng hồ bao Smith nữ này em sale còn 680 bao ship nha. Chạy cơ chế là pin kim trôi 5 ô đổi màu liên tục trong vòng 15 giây. Sản xuất tại Nhật, đáy xoáy chống nước 100 m. Đó, học thuộc lòng luôn cả nhà. Đó, dây thép đúc luôn. Dạ quang xanh dương. Size của nó là 43 33 34. 680 bao ship nha. Đó, hy sinh 680 mua về cho vợ. Vợ cho đi chơi. Size đo ngang 36. Cả núm nha, 36 cả núm. Hoặc dành cho anh em nào tay nhỏ nha. Đó. Rồi, lên tiếp cả nhà một con đồng hồ rất là hiếm luôn. Còn phải nói con này cũng rất là hiếm nha. Bosia. Mặt hai lòng. Đây, Bosia nha. Con này sản xuất tại Nhật luôn nha cả nhà. Chống nước 100 m đáy xoáy nha. Dây thép đúc luôn. Em còn dây da rin của nó luôn nha. Đó, dạ quang học trò. Đó. Size 40. Lần trước em có lên rồi tại em mới bị bơm hàng xong. Đó, được thì cả nhà ủng hộ em nha. Dây em còn dây rin luôn nha. Đây. Dây rin, khóa rin còn luôn. Đó là 980 ngàn. Hai sợi dây cho cả nhà thay đổi luôn. Bấm giờ thể thao nè, dừng nè, reset nè. Đó. Nhìn này vậy chứ cực kỳ hiếm lúc gặp luôn nha, Borussia. Đó, quá trời đẹp luôn. Không biết phải kính sapphire không nữa. Rồi, em lên tiếp một con độc lạ nè cả nhà.
Còn em đồng hồ Casio Edify nha, Edify đó. Đó, chạy cơ chế hai kim với ô điện tử nữa nha. Thép đúc nha. Con này độc lạ nha cả nhà. Nhìn vậy chứ cũng rất là ngầu nha, hàng hiếm. Dây đủ tay 18 nha. Đó, em bán con này là 880 bao ship. Đó, có đèn luôn nha. Casio Edify nha, thép đúc nha cả nhà. Thép đúc nha, chứ không phải là thường đâu. Con này rất là hiếm nha, size 41.5. Càng là 43. Đó, dây của nó nguyên rin từ A đến Z luôn. Đó, hai kim với ô điện tử nè, lịch vạn niên. Đầy đủ chức năng, xem được giờ thế giới nè, bấm giờ thể thao nè. Báo thức nè. Báo thức, báo tiếng. Chỉnh kim. Lịch vạn niên luôn. Hoặc là xem giờ phút giây nha. Chạy hai máy ở trên và ở dưới nha. Kim thiệt luôn chứ không phải là ảo nha. Rồi, quăng khác đây. Lên con đồng hồ Casio hàng cổ nha. Hàng này cá kiếm sản xuất tại Nhật những năm 80 90 nè. 680 bao ship nha, mới thay pin cái rộp luôn. Đó, có báo thức nè, chạy ba kim liền xoay hai ô hai lòng, lịch vạn niên, báo thức nè, giờ song song chạy được 3 múi giờ luôn, bấm giờ thể thao. Đó, đầy đủ chức năng, dây đề mi vàng. Đó, em bán chỉ có 680 bao ship nữa nha. Đó, như vậy là còn quá đẹp rồi cả nhà ơi, hàng hiếm nữa. Rồi, một em đồng hồ Ý nha, em sale còn 630 bao ship nha cả nhà. 630 bao ship đồng hồ của Ý nha. Đâu để coi, nó chống nước 100 m nè. Dạ quang học trò nha cả nhà. Titanium mà đúc nha. Đó, dạ quang nè, chỉ có 630 bao ship. Ở trong là caro nha. Đó, titan mà có đề mi nữa. Size của nó nè, cỡ 40 cả nhà, 40. Có ô lịch luôn nha. 6 kim bấm giờ thể thao đủ tay 19 luôn. Đây chạy full kim nha. Dần nè, kim rốn nè. Đó, rất là đẹp luôn, 630 cả nhà ơi, rẻ túi rùm luôn. Rẻ túi luôn. Đây một em độc lạ nha, em bán cả nhà vui vẻ 330 bao ship. Máy Nhật luôn. Đó, chạy kim đĩa. Đó, dây đủ tay 17 nha. Này là 10. Đó. Hiện tại là 9:50 nha, sắp đến 10 giờ rồi. 9 giờ năm mấy á, gần 10 giờ nha. Dây có đề mi luôn, size cỡ 38 đó nha. Anh em nào tay vừa và nhỏ là ok, hết bài rồi. Rồi con này em cũng sale nha, Ricoh Commander đó, sản xuất tại Nhật, hàng cổ nha, có đèn luôn, đèn cực sáng luôn, 630 bao ship nha, dây thép đúc. Đó, nè. Sáng nè, sáng chói xói chén luôn, mở đèn lên là vẫn còn sáng luôn. 630 bao ship nha. Đây con này mới bị bơm nè cả nhà ơi, rồi phải nói là nó đẹp, đẹp như dày mà bơm hàng. Em hỏi lý do thì không trả lời, kêu anh già rồi chắc chắn anh lấy, mà anh 60 tuổi rồi. Đó cả nhà thôi. Đây, sản xuất Thái Lan, full titan, pin năng lượng nha. Trời ơi, em bán chỉ có em sale rồi 630 bao ship thôi. À, size đo ngang 40.6, đo chéo là 39, thì nó cỡ 39 cả nhà. Đây, vừa có dạ quang mà vừa có đèn.
pin năng lượng khỏe, đảm bảo cả nhà xài vài năm chưa hết pin. Nè, kính đẹp thì nè, 630 cục pin năng lượng này thôi cũng phải 400, chưa công thay luôn á. Đó, pin năng lượng nè, khỏe nè, mới nạp đầy luôn, báo thức báo tiếng đầy đủ, bấm giờ thể thao. Nhiều khi em cũng ưu tiên cho mấy người già mà lâu lâu thôi. Đó, rất là đẹp nha, titanium có đầy mi luôn, dây dài luôn, nó không hiểu sao. Đó, dây là 19 hơn. Đó, thì con này em sale luôn, Casio Lai. Con này hép đúc cũng size tương đương với con kia, con này sản xuất Thái Lan luôn. Đó, con này thép đúc 630 bao ship luôn nha. Dính bụi dơ. 630 bao ship nha cả nhà. Rồi. Đây, một em đồng hồ Casio G-Shock nha, full chức năng luôn, em sale còn 430 bao ship, còn cả tem chống hàng giả luôn nè cả nhà. Đó, sản xuất tại Malaysia nha. Đèn, chuông, đó, bản giới hạn luôn. Đó, khóa nè, xịn sò, đầy đủ chức năng, giờ chỉ việc đeo tai thôi, không cần làm gì hết. Đó. Rồi, một em đồng hồ K, đồng hồ quân đội nha, sale còn 630 bao ship, dạ quen học trò luôn cả nhà ơi. Đó, đây, đồng hồ quân đội nè, cây đao và cây súng nè, quân đội nha. Đó, cây hero chống nước 100m, giáp ban nè cả nhà, giáp ban nè. Đó, tất cả là khép không rỉ, nhìn xoay military nè cả nhà. Đó, quân đội nha, chứ không phải em nói không nha. Đó, dạ quang là em sale còn 630 bao ship rồi cả nhà ơi. Size của 38 nè, chưa nấm, cả nấm là 40. Dây nè, dây cũng dài luôn, nhìn về dưới dây đủ tay 19 luôn nha cả nhà. Rồi, còn một em đồng hồ cổ Cybermat, nguyên rin từ A đến Z luôn. Con này có game nha. Đây, game nè, đo tốc, đo lực đấm và tốc độ nè. Em sale còn 680 bao ship nha. Ở nhà xem nè, ví dụ mình đeo lên tay mình dơ nè, từ nha, làm lại nè. Đó, tốc độ lực đấm 5, tốc độ 7. Đó, làm lại nè. Đó, lực đấm 8, tốc độ 9. Đó, cực độc luôn nha. À, đèn nè. Đó, đầy đủ chức năng luôn, có 3 mức game và có game phụ nữa nè. Đó, cả nhà về tìm hiểu thêm nha. Con này rất là hiếm nha cả nhà, size của nó là 43 44 luôn. Rồi, rồi một em đồng hồ Casio Overland nha. Đó, 950 bao ship, dây thép đúc luôn, nhìn như nhôm cả nhà, sản xuất Thái Lan, pin năng lượng nha, lịch vạn niên. Dạ quen học trò em bán 950 bao ship. Đó, nhà quang nè, dây đủ tay 19 luôn cả nhà ơi. Rồi. Rồi, một em đồng hồ à, con này em sale luôn nha, sắp vừa vốn rồi, 880 bao ship nha. Fossil của Mỹ, chạy máy Thụy Sĩ, chạy 5 kim và có chân sao nha cả nhà. Đó, size 39. Còn rất là đẹp, full chức năng, niềng xoay.
ba kim, năm kim, có trăng sao, thứ ngày, lịch bấm nhanh thứ và ngày nè. Đó, Thụy Sĩ nha. Dây cũng dài luôn. Đó, có dạ quang luôn anh em. Dây đủ tay 19 luôn. Em qua qua tua 808 nha. Một em đồng hồ Casio. Con này cũng hiếm nha. Hai ô điện tử trên và dưới chạy hai kim, có dạ quang. Sale còn 680 bao ship nữa nha. Dạ quang. Size đo ngang là 43.6. Sản xuất tại Nhật nha. Có báo thức luôn. Có lưu dữ liệu 20 báo thức nè. Có báo thức, báo tiếng, bấm giờ thể thao, chỉnh kim. Có tắt được điện tử luôn nè cả nhà. Đó, đầy đủ chức năng nha. Sản xuất tại Nhật, hàng cổ nha. Rồi, một em đồng hồ Casio Lay, em sale tét vốn luôn, 750 bao ship nha. Con này cũng sản xuất tại Nhật luôn cả nhà ơi. Đó, đèn xanh, đèn xanh dương, đèn nền xanh dương, chạy kim choi, có báo thức nè, có lịch vạn niên. Đó, kim bấm nè. Đó, kim choi nè, báo thức nè, lịch vạn niên nè, thứ bảy ngày 4 nè. Size của nó đo ngang là 41, dây titanium nè. Đó, con này em sale tét vốn luôn, 750 bao ship nha. Được thì cả nhà ủng hộ em. Con này em cũng sale luôn, 780 bao ship nữa nha. Citizen, hàng cổ, sản xuất tại Nhật, có dạ quang học trò, 780 luôn. Đó, vừa có đèn, vừa có dạ quang học trò. Size ngang 46 chưa núm nha. Có lịch vạn niên, có hai báo thức, bấm giờ thể thao nha cả nhà. Đó là bấm giờ thể thao, đếm ngược thể thao, xem được giờ thế giới, phiên bản xem giờ thế giới nha. Sản xuất tại Nhật nha cả nhà. Size đo ngang là 46 chưa núm, cả núm là 48. Sale còn 780 bao ship, dây thép đúc luôn nha. Rồi, tiếp tục chương trình, em lên cho cả nhà một con đồng hồ Invista đây, có nguyên sổ hệ hướng dẫn lý mịch của giống như là giấy bảo hành luôn đó, nguyên hộp niêu 100%. Đây, để coi con này nó như sao. Đó, cũng automatic, đồng hồ cơ automatic. Giá của nó là 5 triệu 95 lộn, 595 đô. Em bán con này là 2 triệu 8 80 ngàn nha. Mới 100%. Rồi, nè, lắc nhẹ nè. Đó, ở đằng sau chạy máy Seiko nha cả nhà, 24 gel chạy máy Seiko. Được, con này được sản xuất tại Malaysia. Đó, lộ máy nha. Dòng lặn chống nước 200 m, niềng xoay. Con này size 40, dây thép đúc có đề mi, nguyên rin, 595 đô là cả nhà cũng biết mười mấy triệu rồi. Núm cổ chai, núm cổ chai nè, có tai nè, có hacking stop, kéo ra chỉnh giờ kim nó đứng nè, ấn vô kim nó chạy nè. Đó, lịch ô lịch có kính lúp 2.880, nhanh gọn lẹ lụm, mốt không có nữa đâu cả nhà ơi. Hoặc là em phải ráng săn tranh giành lắm có, không thì cả nhà tự đặt ở trên eBay nữa. Đó, đầy đủ nha cả nhà, đầy đủ luôn.
Rồi, một em y chang như vậy luôn, không khác thứ gì, mà con này phiên bản vàng hết luôn. Đó, cũng để giá cho cả nhà là 2 triệu 9, 80 ngàn thôi. Đó, nguyên hộp xịn sò. Vàng nha, con này size cũng vừa tay. Đó. Đây, hai chạy máy Seiko 24 gel, phát hiện hàng phay em tặng luôn. Đó, Malaysia, sản xuất tại lắp ráp tại Malaysia. Invista, con này 995 đô la. Size của nó 40 luôn. Đó, thì nó cũng dòng lặn chống nước 200 mét. Đó. Lên cót nè. Hacking stop nè, ok chưa? Có dạ quang luôn nha anh em. Đó, mình không thích vàng thì mình lấy con màu trắng. Đó. Đó. Đó, hay gì ra store mua mới nè, bỏ như đây số tiền ra mua mới, em bán chỉ có 2 triệu 980. Nguyên hộp nha, cho cả nhà bao thầy thợ kiểm tra luôn. Mấy con này không có hả? Mấy con này em bảo đảm là hàng riêu hết luôn nha. Rồi sổ sách đầy đủ nha. Rồi hai con, ba con rồi, tới giờ giới thiệu ba con rồi, thêm con nữa đi. Đó, thì cái con này là hồi nãy em giới thiệu con màu trắng rồi, thì con này mặt đen kim cọc vàng nè. Đó, 1 triệu 100, ơi 1.100 đô đó cả nhà. Buồn ngủ lắm rồi nè, chạy cơ chế 4 kim y chang như con nãy. Đó, lên có tay nè. Đó, rồi xoáy này chưa, còn cái xiên nha, kim cọc vàng. Size của nó là 47, cả nấm 52. Đó, con này em bán 2 triệu 980 ngàn, nhanh gọn lẹ lậm nha. Không phải có hoài đâu nha cả nhà. Rồi khi một con cuối nè, đi ngủ nè. Rồi con này hàng khủng luôn, hàng size to bà cố luôn. Đó, đầy đủ nha. Giá mới con này là 1.095 đô, niềng xoay. Cũng chạy máy Seiko luôn nha, 24 gel, sản xuất Malaysia. Đó, chống nước 200 m. Đó, có tay nè, có hacking stop nè. Hacking stop là dừng kim dây khi chỉnh giờ. Đó, để mình chỉnh một cách chính xác. Đó, niềng xoay. Coi chưa? Dòng lặn 200 m. Đó, nè, cả nhà nhìn nha. 28952, đúng không? Đây 28952 chứ không phải em tự em ráp vô nha cả nhà. Đó, size 47 nha, hết đúc. Rồi đi nhủ, đi nhủ. Đó, hết 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 giờ rồi cả nhà ơi. Rồi nguyên hộp nha. Rồi em chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe nha. Nam Mô Di Đà Phật.